Do là ông Năm gặp Đức Thầy là ở đâu? Rồi đó ông Năm ở Khai Long, mà làm ông Năm ngồi ở trên bờ á, Ở trên bờ ha. à, rồi mới gặp Đức Thầy, có hai đệ tử. Chào các bạn, hôm nay mình có duyên rồi gặp được cái ông lão 91 tuổi đã từng gặp Đức Thầy ở Khai Long, thì ở Khai Long bên Cồn, thì mời quý vị cùng theo mình gặp ông lão. Ơi, con chào ông Năm, ông khỏe không Năm? Khỏe. Năm nay mà ông nhiêu tuổi rồi? 91. 91 tuổi mà thấy ông còn khỏe quá ha. Ông thường thường ông có ai mà làm gì mà có tập thể dục không mà thấy ông khỏe quá Có thơ tập đêm nào không tập? à? Đêm nào ông tập chứ hả? Giấc sáng ông tập mấy giờ? Tập đó là tập mà bây giờ không có đi như hồi trước. Rồi bây giờ tập làm sao? Ở trong mùng tập không? Ở trong mùng tập hả? Đâu ông tập sao đâu ông trong mùng gì mình tập làm sao? Tập là từ xoa bóp hết trơn, Ai xoa bóp cho ông? mình xoa bóp cho Đâu mình, ông xoa sao đâu xoa thử đâu. xoa bóp mình, cái điện của mình, cái điện của mình. Tự mình xoa bóp mình cho khỏe ha. Rồi vậy hừng sáng rồi mình xoa bóp rồi bao lâu mình mới nghỉ? Xoa bóp nghĩa là nó hết trơn, hết trơn kiểu cách rồi mới nghỉ. Đầu 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 tiên làm xoa đâu trước? Đầu tiên làm xoa đâu trước? Đầu tiên mình xoa bóp đâu trước? Xoa bóp ở đây trước, Rồi hai cái da hay mình ngủ mà mình tê đó ha. với xoa bóp ở trên đường, rồi trên đầu mới bao Ông Năm quá à, 90 mấy tuổi nhà có cái bài xoa bóp để cho khỏe quá quý. Vậy còn xoa bóp rồi vậy cách sao mà ông khỏe sống tới 91 tuổi mà khỏe, có uống thuốc gì không? không Ngày thường là không uống thuốc luôn hả? không Tới giờ luôn. tập thể dục không Tại vậy đó, đào quý quá quý rồi lớn tuổi mà. Có bài thể dục ha. Đâu hằng sáng đâu giờ ông tập cái bài nguyên cái bài lại cho người ta bắt chước theo coi. Hằng sáng là từ đâu hằng hằng sáng là mình làm cái gì sớm? Ví dụ là ông tập buổi sáng buổi chiều luôn hả, là cái bài không đó bài có một. ngủ ở trong mùng thức dậy, Ngủ vô trong mùng thức dậy ha. cấp thức Rồi. gì đó mới làm rồi đàng hoàng mới đi ra. Rồi đâu ông làm hết trơn cái bài của ông vô trong mùng thức dậy, ông giờ ông ngồi đây hả, làm mà dưới đây làm mới được. Đây không được. Rồi vô cái vườn đi, cái bài này, cái bài này quý mà. Ông Năm vô trong vườn mà ông chỉ cái bí quyết mà sống lâu. Có bài thể dục. Đây, cái vườn của ông Năm đây. Dạ, cái vườn của ông Năm này đây là bí quyết là sống 90 mấy tuổi mà không uống thuốc uống thang gì hết trơn. Quá, quá quý. Tập thể dục không? Rồi, và đầu tiên là hừng sáng ông Năm thức dậy là sao là ông Năm làm lại từ đầu từ cái bài của ông sớm tối rồi. Sáng thức dậy và trước nhất cái này Làm bao nhiêu cái ông Năm? làm cái này hả? Dạ, bao nhiêu phút và bao nhiêu cái mới được? Chứ gì làm gì không lẽ ông Là làm hoài thôi. cái động tác bên nhà làm bao nhiêu cái, Bao tôi nhiêu làm bao cái? nhiêu, 30. Là chỉ là mình cho hàng cổ 30 cái rồi cái gì nữa, rồi tới cái động tác thứ đầu tiên phải không, hai Cái ông này là đầu tiên, Năm? rồi mấy cái trên đầu. Cái đầu là bao lâu? Đầu này khoảng chừng 10 phút, Cái đầu làm cả 10 phút ha. bị máu luôn. Cái đầu do máu nó quá huyết lưu thông. Cái là hai động tác, rồi động tác thứ ba là Đây nữa. xoay cổ ha. Rồi xoay đó có chừng bao nhiêu phút nữa ông Năm? Này nữa. Này cho khoảng chừng 10 phút. Vậy là nãy giờ là thấy 30 phút rồi đó. Ông Năm này quá 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 hay. Ba động tác rồi, còn động tác nào nữa không, hay là ba động tác đó không? Còn Rồi đâu Năm Năm làm hết đi, còn cái động tác nào nữa? hết cơ thể luôn Cái đó là mình làm gì không Năm? cũng chờ bóp Sao bóp luôn ha.
Rồi em có được không? Tập đều hết trơn chứ. Đều có tập một chỗ. Ở đây con cải tiếp chưa? Rồi rồi, cải rồi. Rồi rồi. Hai hai kéo dài à. Bóp hai dài không Năm? Hai chỗ dài cỡ trăm cỡ 40 cái. À, bóp hai dài cỡ 40 cái ha. Thể dục đời đều hết trơn. Cho cái bụng nó sao không Năm? Cho cái bụng nó hay sao? Cái bụng mà có cái bụng thì hay là chuyện sống? Cái bụng có cái bụng cái ba trường em Năm lấy cái này em Năm cởi áo rồi ông Năm lấy đi, để đây đi. Dạ, tập thể dục nhiều quá, nhiều bài quá. Đeo đồng hồ rồi đó. À, quý quá quý rồi. Ông Nhâm còn thấy rõ không? Sống từ giờ. Sống theo đồng hồ. Sống theo từ giờ ha. Rồi cái bài tiếp theo là soi đó không Nam? Dạ, làm cái tay mình bấm gì cho cái tay đừng rung ha. Ừ. Rồi ông Năm có đâu bây giờ ông Năm đâu rung phải không? Ừ. Ông Năm quá hay. Chứ cho già tay cho rung. Đó đúng rồi. Ông 90 mấy tuổi mà con thấy ông không có rung gì chứ. Còn tỉnh táo quá. Làm cái đó chừng bao lâu á, hai bên vậy bao lâu không Năm? Bên 40 ha. Thế nên ông già 91 tuổi ông đi tập thể dục ai về ông tập ở trong nhà thiệt là lợi hại. Lợi hại thiệt. Tưởng đâu là ông 81 tuổi hừng sáng ra ông tập ai về ông ngồi trong mùng ông tập cả nửa tiếng cái tiếng đồng hồ luôn nó phải chơi nghe. Rồi đó ai dạy ông? Hay là tự ông làm ấy? Có chuyện sống ha, làm chuyện sống tới chuyện sống ha. Có bộ sách. Thôi hồi đó ông Năm có coi sách ha. Có cuốn sách gì đó. À cuốn sách để học tập thể dục. Rồi còn cái bài nào nữa ông Năm? Cái bài đó là cho cái tay đừng rung, rồi còn cái bài nào nữa ông Năm? Còn cái tay chân rồi còn cái giò có rung không? Cái giò đúng không? Không luôn phải không? Giờ ông có tập cái môn bơi cái giò không? Không tập cái giò đâu, tới môn cái giò đi. Cái giò phải cởi quần cái luôn đó hả? Cởi quần cái quần dài cái luôn phải không? Rồi. Hôm nay ông Năm tập ban ngày luôn. Quá rồi. Ở vậy nó ở trong mùng sao mà tập rồi cũng hay. Chứ đi đâu nổi đâu rồi đi chứ đi. Giờ 90 mấy tuổi rồi đâu có chạy như người xưa đâu, thấy xưa thấy ông Năm đi quá đi. Cái đó là bài tập luôn đó không Năm? Cái bài tập luôn mình cho cái cơ tay đó ha, cơ tay với cái cơ xương.
Thì con qua bên đây. Cái bài tập đặng cho cái xương sườn khỏe chắc hai bên. Tập bên này đau tập cũng hết ra. Là giờ là ông không có miếng thuốc nào luôn. Mình bẻ tay cho sao sao cho nó cứng không nào. Giờ hết chưa hả, là vậy là rồi còn bài nào nữa không? Nãy có một cổ chưa? Chưa chưa cái đó chưa à, còn cái đó cho mình nói chuyện là đừng có bị khàn đấy ha. Cái đó là cổ đang mình đừng cho bị khàn. Mình làm cái đó bao nhiêu cái không Năm? Nhiều lắm, hai trăm rưỡi. 150 cái ha. Rồi còn cái gì tới cái giò. Bên đây là cho cái cần, tới cần cổ bên đây ha. Rồi làm cái giò cho đựng gung ha ông Năm. Cứ nghĩa là mình bấm từ trong cái bắp đùi ra dài ra cho đo cái giò mình đừng cứ cung ha. Chín mươi mấy tuổi rồi đó à, nhờ cái xoa bóp mà hàng ngày mà ông lão không có uống miếng thuốc nào hết trơn, giò cũng không gung, tay cũng không gung luôn. Nhờ bí quyết là ông hàng ngày ông thức sớm, sáng chiều ông đều tập thể dục phải không Năm? Sáng chiều em ông đều xoa bóp. Mình điện không ha. Ông Năm này quá lợi hại. Nhưng Năm lâu. Vì nãy giờ mình tập nãy giờ cũng cỡ 10 phút á không Năm? Cái đó là hết rồi, còn cái nào bài nào nữa không Năm?
Cái bài này là cái bài cuối cùng luôn hả ông Năm? Là nghĩa là rồi đấy ha. Rồi ông lão đã tập qua một cái bài thể dục khi mà sáng thức dậy và chiều thức dậy đều có cái động tác tự mình xoa bóp sống tới thọ đó, đó thọ hôm nay là 91 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, không có uống thuốc, tay cũng không có gung, con mắt cũng không có mờ. Có tập vừa thể dục con mắt cho sáng không ông Năm? Không ha, tập gì là mắt sáng ha, mắt của ông vẫn sáng bình thường, thấy rất là tỏ, tay không có gung, giò cũng không có gung luôn cô bác. Đó, thấy đi rất là rõ. Rồi ông Năm bận quần áo vô đi rồi. Rồi, ông Năm. Nghe cái cô bác thấy không, cái tay chân giò cẳng ông không có gung luôn. Chết rồi, già. Đúng rồi, già, đúng rồi, già là 7 năm 60 tuổi là gung rồi, năm năm 91 tuổi mà không có gung gì hết luôn. Cũng là bí quyết. Rồi ông Năm bận áo vô đi. Bận áo đó trước đi, ông Năm bận áo đó trước đi. Rồi bận áo thùng đó trước đi. Bận áo. Đây là ông Năm ông động tác là ông gãi cái lưng. Rồi con chào ông Năm. Ông năm nay nhiêu tuổi rồi? 91. Nghe nói ông Năm có cơ duyên gặp được đức thầy, mà ông Năm là có cái lạ, có cái là ông Năm đạo là đạo cao đài phải không? Ông đạo cao đài hồi nhỏ lớn hay sao ông Năm? Cha mẹ cũng vậy hay sao? Cha mẹ cũng vậy. Cha mẹ cao đài ha. Cha mẹ đó, hồi đó gốc của ông Năm ở ngoài Tây Ninh hả, là ở trong đây? Ở trong này. Trong này ha, nhưng mà có duyên bên cao đài ha. Rồi nghe nói ông Năm có cơ duyên gặp mà được đức thầy Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đó. Rồi sao mà ông Năm biết được đức thầy vậy? Biết. Thì cũng như là lễ là có đi gặp ha, rồi mà lúc đó mà ông Năm có làm lễ chưa, lúc mà ông Năm mà gặp thầy đó, nó có làm lễ chưa? Có ha. Rồi nguyên do là ông Năm gặp đức thầy là ở đâu? Rồi đó ông Năm ở Khai Long à, là ông Năm ngồi ở trên bờ á. Trên bờ ha. Đó mới gặp đức thầy, có hai đệ tử đức thầy ở trên, hai đệ tử có chiếc chuồng. Có nghĩa là ngồi trên chiếc chuồng mà có hai đệ tử người trước người sau đứa thầy ngồi chính giữa ha. Rồi ông Năm gặp lâu không, gặp bao lâu hay là thoáng qua? Gặp lâu lắm rồi, mấy chục năm. Ý con nói là ông Năm khi đó ông gặp lâu không hay là mới thoáng qua không? Gặp bơi ngang thôi. Gặp bơi ngang vậy thôi ha. Rồi sao mà trong lòng ông Năm biết được là gặp thầy, mình thấy giống trong cái làm sao mà biết được đức thầy? Biết thấy cái thấy tự nhiên ông Năm biết vậy thôi. Thầy có thấy tấm hình không? Dòm tấm hình này thấy giống ông hay sao, hay là có nghĩa là dòm tấm hình trên nhà đó ha. Có thờ đó ha, có nghĩa là thầy như mình đi đa lễ rồi thấy giống như người ta thờ anh thầy vậy đó ha. Rồi ông Năm về có kể cho ai nghe không? Không không
kể cũng đâu biết kể giờ người ta cũng không biết ha. Rồi bây giờ ông Năm ấy bây giờ hổm con đêm mà đi ăn đó gặp ông Năm nói rồi mới nói tò mò, ông nói ông Năm ủa ông Năm bên cao đài mà sao mà ông thấy được đức thầy mà không biết ngộ ổng xin cháu mình tỉnh miền Tây là cháu tỉnh miền Tây là Phật giáo không đó, có nghĩa là đức thầy ổng là dạy ở miền Tây này, ổng dạy đạo là sáu tỉnh miền Tây này, mình là dạy mình cách tu hiền làm lành hết ông Năm. Rồi ông Năm còn biết gì về thầy nữa không? Không. Rồi hôm nay mình gặp gỡ ông Năm mà kể lại mà gặp đức thầy, đến đây mình cũng ngưng cái clip này. Rồi chúc cô bác mình mạnh khỏe vui vẻ. Rồi, chào các bạn.